Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã mang đến cuộc đại tu lớn nhất đối với hoạt động phòng thủ của Liên minh quân sự kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ông Stoltenberg cho thấy sự hồi sinh và mở rộng của NATO sau nhiều năm trở nên mờ nhạt, đang chứng minh chiến dịch quân sự ở Ukraine đang đi ngược lại mục tiêu mà Tổng thống Putin tìm kiếm là làm suy giảm sức mạnh của Liên minh. NATO đang mang trong mình một sức sống mới, khái niệm chiến lược mới, song dưới quan sát vẫn nhận định rằng mặt trận thống nhất của liên minh có thể sụp đổ khi nó phải đối phó với Nga. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề NATO mang sức sống mới nhưng sẽ sụp đổ khi đối phó với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, Tây Ban Nha, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về việc tăng quy mô đáng kể lực lượng quân sự theo sườn đông của Liên minh giáp với Nga. Quan trọng không kém, các nước NATO đã nhất trí tăng lực lượng phản ứng nhanh lên gấp 8 lần, từ 40.000 lên 300.000 quân vào năm tới, mặc dù chi tiết các cam kết quân cụ thể còn rất mơ hồ. Hội nghị được mô tả là có tính chất lịch sử và những người tham dự luôn nói về việc tạo ra sự đồng thuận mới một liên minh quân sự mà cách đây không lâu luôn bị nghi ngờ về sự tồn tại cũng như vai trò của tổ chức còn nhớ tổng thống pháp emmanuel macron gọi nato là chết não hay như tổng thống tiền nhiệm mỹ donald trump từng tuyên bố các quốc gia châu âu đang lợi dụng mỹ nay nato dường như đã lấy lại sức sống và khẳng định mục đích chiến lược của mình như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng, quyết định của NATO tăng quân số có thể triển khai nhanh chóng lên ít nhất 300.000 người để ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào của Nga, tạo nên một cuộc đại tu lớn nhất về khả năng gian đe và phòng thủ tập thể của Liên minh kể từ sau chiến tranh lạnh. Quyết tâm tăng chi tiêu quốc phòng của tất cả 30 quốc gia thành viên của Liên minh là điều chưa từng có tiền lệ, thậm chí còn có ý nghĩa hơn nữa là sự khẳng định lại tầm quan trọng của nato với tư cách là tổ chức duy nhất có khả năng cung cấp phòng thủ tập thể cho châu âu chỉ vài năm trước nhiều thành viên nato trong đó có những nước giàu như đức từ chối chi 2% GDP cho quốc phòng như nhiều đồng minh khác. Một số người, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về sức mạnh và sự tồn tại của NATO. Nhưng xung đột Ukraine đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Hiện NATO chỉ có Mỹ và Canada là hai nước ngoài châu Âu, nhưng Mỹ lại đã và đang đảm nhiệm vai trò chính yếu trong các hoạt động quân sự cũng như sứ mệnh NATO tại lục địa già. Xung đột tại Ukraine đã khiến các lãnh đạo châu Âu thấy rằng họ phải đóng góp nhiều hơn cho liên minh và an ninh châu Âu, cũng như đảm nhiệm vai trò dẫn dắt trong các cuộc khủng hoảng an ninh trong tương lai. NATO cho rằng mục tiêu chi phí quốc phòng chiếm 2% GDP của các nước thành viên ngày càng được coi là mức sàn chứ không phải là mức trần trước những thách thức mới tuy nhiên các nhà lãnh đạo nato đều biết quá rõ những thách thức của liên minh vẫn còn đáng kể tại hội nghị thượng đỉnh nato một tuyên bố của những người như chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen là việc phần lan và thụy điển gia nhập đã giúp nato trở nên châu âu hơn tuy nhiên đây rõ ràng là một tuyên bố mù quáng về việc mở rộng nato song điều mà mỗi lần mở rộng không đạt là giảm bớt sự phụ thuộc quá lớn của nato và sự đóng góp của mỹ các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng gần đây cũng rất ấn tượng. Tuy nhiên, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, chỉ có 9 trong số 30 thành viên dành 2% GDP của họ cho quốc phòng và những quốc gia không đạt được chỉ tiêu này bao gồm các ông lớn của châu Âu như Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha phần còn lại vẫn là một công việc đang được tiến hành. NATO tính toán rằng các thành viên của họ đã hứa sẽ chi 172,6 tỷ bảng Anh cho chi tiêu quốc phòng, bổ sung vào ngân sách hiện có. Trong hầu bao này, ngân sách Đức đóng góp chiếm 1 phần 2, nhưng câu hỏi đặt ra là số tiền này sẽ được chi tiêu như thế nào và trong khoảng thời gian nào. Cách dễ nhất để nâng cao năng lực của châu Âu là sử dụng số tiền này để mua thiết bị của Mỹ ngay từ đầu. Điều này mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể về quy mô và thời gian. Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy sẽ đi ngược lại với nguyện vọng của châu Âu trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng của họ. Các nhà ngoại giao Pháp đang cảnh báo rằng xung đột Ukraine không kết thúc như một món hời cho các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ. Rất có thể cuộc tranh luận bất tận về việc chia sẻ gánh nặng của NATO sẽ vẫn kéo dài, ngay cả khi nguồn ngân sách đã tăng lên. Bên kia Đại Tây Dương, Donald Trump và các cộng sự sẵn sàng tranh luận rằng NATO là một trò lừa đảo để lấy tiền thuế của người dân Mỹ. Và cuộc tranh luận chia sẻ gánh nặng của NATO trong tương lai chắc chắn sẽ trở nên gay gắt hơn khi nó còn phát sinh thêm cuộc thảo luận song song về việc chi trả cho việc tái thiết kinh tế của Ukraine hậu xung đột một dự án ước tính trị giá 500 tỷ USD, NATO cũng đặt ra cho mình một mục tiêu to lớn bằng cách cam kết tăng số lượng quân sẵn sàng chiến đấu và điều này vẫn chưa trả lời được câu hỏi cơ bản là liệu để ngăn chặn hành động của Nga, liên minh có cần bố trí thường trực những lực lượng quan trọng ở những quốc gia có đường biên giới với Nga hay không. Nếu không đưa ra phương án như vậy, rất có thể các thành viên NATO đứng trước nguy cơ xảy ra xung đột với Nga và chắc chắn không có quốc gia thành viên nato nào muốn thử trải nghiệm cảm giác đó tuy nhiên việc giữ quân đội đa quốc gia được triển khai thường trực ở trung và đông âu sẽ rất tốn kém vượt xa các kế hoạch chi tiêu vốn đã đội sổ như hiện nay trên thực tế tất cả những gì nato đã tuyên bố ở hội nghị thượng đỉnh ở madrid là một niềm hy vọng rằng liên minh sẽ hồi sinh tuy nhiên nghịch lý lớn nhất đối với nato là chất keo kết dính chặt chẽ với nhau trong việc đối phó với nga vẫn là lỗ hổng quan trọng nhất của liên minh. Mỹ và đồng minh đang tìm kiếm những cách mới để chứng tỏ quyết tâm hỗ trợ cho Ukraine và đối đầu với Nga sẽ không suy yếu, bất chấp đà tiến gần đây của Moscow trên chiến trường và sức ép kinh tế trong nước ngày càng tăng với Washington cùng với các nước phương Tây. Họ nhận thức rõ ràng chiến tranh có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và tác động địa chính trị cuối cùng của nó chưa rõ ràng. Khi xung đột Ukraine kéo dài sang tháng thứ năm, các lãnh đạo phương Tây dần nhận ra hai ý định của Tổng thống Nga Putin. Thứ nhất, chiến dịch đặc biệt của Nga sẽ không kết thúc sớm. Thứ hai, tương lai quan hệ giữa phương Tây với Moscow sẽ không có gì ngoài sự ngơ vực và thù địch lẫn nhau. Dù vậy, giới quan sát không loại trừ khả năng phương Tây dần mệt mỏi với chiến dịch quân sự của Nga và giảm hỗ trợ Ukraine khi các quốc gia này chật vật đối phó với những khó khăn ngày càng lớn trong nước. Mới đây nhất, ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức là biến cố chính trị mới nhất, cụ thể nhất cho thấy hậu quả từ một loạt thách thức, trong đó có đáng kể nhất là kinh tế, đang chất chồng lên các nước phương Tây. Tờ Guardian của Anh bình luận, mỗi khi ông Johnson gặp vấn đề, ông ta gọi cho Zelensky và hóa đơn lại tăng lên nhanh chóng. Đó là sự mô tả chính xác về một luồng ý kiến phổ biến cho rằng Thủ tướng Johnson đang dùng chiêu bài đánh lạc hướng dư luận bằng hình ảnh lãnh đạo trong vấn đề Ukraine. Có thể ông Johnson được lòng người dân Ukraine, song với người dân Anh, ông đã thất bại. Bên cạnh những hố đen thách thức phương Tây đó, triển vọng về giải pháp ngoại giao cho xung đột trở nên mờ mịt khi Tổng thống Putin dường như không còn cần đến chúng ông chủ điện Kremlin không có ý định chấm dứt cuộc chiến trong khi đà tiến của Nga ở miền đông Ukraine chưa có dấu hiệu dừng lại. Nói cách khác, thay vì sớm kết thúc chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Putin dường như muốn kéo dài giao tranh, chờ đợi thời điểm phương Tây mệt mỏi với Ukraine. Tính toán quân sự của Tổng thống Putin rất đơn giản, tiếp tục kiểm soát thêm lãnh thổ và phá hủy cơ sở hạ tầng, đè bẹp sức kháng cự của Ukraine. Với chiến thuật này, lãnh đạo Nga chỉ đơn giản là đang chờ đợi phương Tây nản lòng. Trong các cuộc chiến ở Chechnya, Georgia và nỗ lực sáp nhập bán đảo Crimea, ông chủ điện Kremlin từng dự đoán chính xác rằng phương Tây khó chấp nhận một cuộc đối đầu kéo dài và sẽ phải giảm leo thang giới chức nga tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương tây áp đặt với nga sẽ phản tác dụng dẫn tới chi phí trong nước của các quốc gia này tăng cao và thúc đẩy bất mãn chính trị phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov từng nói người dân eu đang cảm thấy tác động của các lệnh trừng phạt này nhiều hơn chúng tôi phương tây mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác dẫn đến khủng hoảng ngày càng tăng trong khi các lãnh đạo phương tây tuyên bố rằng họ đang làm bao nhiêu để giúp đỡ ukraine song thực tế là họ đang thận trọng theo dõi Kiev chiến đấu với một cường quốc lớn. Không chỉ các lãnh đạo, nhiều người dân phương Tây cũng khó sẵn sàng chấp nhận cái giá quá cao để giúp đỡ Ukraine mãi mãi. Và khi xung đột kéo dài và hiệu ứng dội ngược của các lệnh trừng phạt làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng báo giá, chia rẽ trong phương Tây sẽ càng tăng lên và nỗi mệt mỏi với Ukraine sẽ hình thành. Khi các nhà lãnh đạo phương Tây lao đào, Tổng thống Putin lại có lợi thế hơn khi phải đối mặt với áp lực trong nước ít hơn nhiều các đối thủ phương Tây nếu xung đột kéo dài. Với nguồn thu lớn từ dầu khí, nền kinh tế Nga sẽ đối mặt với suy thoái ít nghiêm trọng hơn nhiều so với Ukraine. Tổng thống Putin có thể tin rằng chiến tranh tiêu hao là chiến thắng với ông không chỉ ở miền Nam và Đông Ukraine mà còn xa hơn thế nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe và để lại bình luận chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.